Hello, em xin chào cô bác chị em nha. Mấy ngày nay bạn bị quá nên cũng không quay mấy cái máy nhỏ cho bác chị em xem. Máy nhỏ cũng về cũng rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em quay cho bác chị em tham khảo cái động cơ Kuta 4 máy. Con này Kuta V1505. Con này đẹp lắm các bác chị em. Đấy. Ê con ơi, con bỏ phát điện ra đây hả đi nha. Thì con này đẹp lắm các bác em, xuất sắc luôn. Đấy. Đẹp mê hồn không? Đấy. Thì hôm nay cũng có mấy anh em cô bác chị em gọi hỏi á, kêu quay video á, cũng chưa rửa giấy cho nên nó dơ giấy cũng không quay. Giờ em rửa sạch sẽ hết trơn nè, cô bác chị em có thể nhìn thấu xương luôn, chi tiết hết. Quá chị em an tâm từ cái chi tiết nhỏ nha, cho nên khi mình mua qua hình ảnh đó, qua cái video đó, cho nên xem kỹ rõ cho dễ ha. Thì 1505 này đặc điểm của nó thì nó hay bị chỗ này quá anh em nha, dưới trên nắp láp thì 10 con bị hết 9 con. Rồi đề máy, rồi giờ thêm đề máy cho quá chị em nghe tiếng máy nha. Con này mới ghê, bánh chén nó chưa kịp xét luôn, đã hết hồn. Chào tất cả. Đây, thì cô anh chị em nào mà quan tâm muốn mua quá anh chị em thì gọi điện giùm em ha. Thì con này thì cô anh chị em có thể các bạn Zalo em sẽ gửi hình cụ thể thêm, hoặc là những cái chỗ nào mà quá anh chị em cần xem, cần xác định rõ hơn nữa thì em sẽ gửi hình thêm ha. Con này còn Oppo nó chắc tình luôn coi nha. Còn bộ gì ha, nhắn tin, bộ đang cạnh luôn, quá đẹp. Con này em chưa có bắn dầu nha, bắn dầu cái nó đẹp khủng khiếp. Chưa gọi hiểu không? Rồi, cảm ơn rất nhiều, em xin chào, hẹn gặp lại các bạn trên video tiếp theo nha.